của Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu thực hiện một nước Việt Nam hòa bình, độc lập và xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Hai, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên, khi nhận bất cứ nhiệm vụ gì đều tận tâm tận lực, thi hành nhanh chóng và chính xác. Ba, không ngừng nâng cao tinh thần yêu nước xã hội chủ nghĩa, tinh thần quốc tế cộng sản, rèn luyện ý chí chiến đấu kiên quyết và bền bỉ, thắng mục tiêu phải không nản, dù gian lao khổ hạnh cũng không từ lòng, vào sống lên trên chúng tôi nản chí, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Bốn, ra sức học tập, nâng cao trình độ chính trị, quân sự, văn hóa, khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ, tiết thể chấp hành điều lệnh, điều lệ, rèn luyện tính tổ chức, tính kỷ luật và tác phong chính quy, xây dựng quân đội ngày càng mạnh, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu. Năm, nêu cao tinh thần làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, làm tròn nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và làm tròn nghĩa vụ quốc tế, gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân thực hiện mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và luật pháp của nhà nước. 6. Luôn luôn cảnh giác, tuyệt đối giữ bí mật quân sự và bí mật quốc gia. Nếu bị quân địch bắt, dù phải chịu cực hình tàn khốc thế nào, cũng cương quyết một lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng, không bao giờ phản bội, xin khơi. 7. Đoàn kết chặt chẽ với nhau như ruột thịt, trên tình thương yêu giai cấp, hết lòng giúp đỡ nhau lúc thường cũng như lúc ra trận, thực hiện toàn quân một ý chí. 8. Ra sức giữ gìn vũ khí trang bị, quyết không để hư hỏng hoặc rơi vào tay quân thù, luôn nêu cao tinh thần bảo vệ của công, không tham ô, lãng phí. 9. Khi tiếp xúc với nhân dân, làm đúng 3 điều lên: kính trọng dân, giúp đỡ dân, bảo vệ dân, và 3 điều răn: không lấy của dân, không dọa hạt dân, không quấy nhân dân, để gây lòng tin cậy yêu mến của nhân dân, thực hiện quân với dân một ý chí. 10. Giữ vững phẩm chất tốt đẹp và truyền thống quyết chiến quyết thắng của quân đội nhân dân, luôn tự phê bình và phê bình, không làm điều gì hại tới danh dự của quân đội và quốc thể nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Văn Sáu, về vị trí.